For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang phần nội dung chi tiết. Đường sắt Bắc Nam bước đột phá không chỉ về kinh tế. Đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và khởi công trước năm 2030 với các tuyến ưu tiên là Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Tuyến đường cấp bách phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang nóng lên trên các diễn đàn trong thời gian gần đây. Một đất nước dài gần 2.000 km mà đến nay, hệ thống đường sắt cũ kỹ, lạc hậu cả trăm năm không tạo động lực cho phát triển. Đầu tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1143 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến từ nay tới năm 2030 sẽ triển khai xây dựng hai đoạn ưu tiên là đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2050. Bộ Giao thông Vận tải đã gửi thư mời tới 9 chuyên gia nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, kinh tế, tài chính, khai thác vận tải đường sắt, đầu máy toa xe để tham gia tổ tư vấn. Danh sách đó bao gồm giáo sư tiến sĩ Trần Chủng, Nguyễn Ngọc Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chuyên gia giao thông. Giáo sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Huê, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chuyên gia giao thông. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, chuyên gia kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, chuyên gia kinh tế. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia tài chính. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, Bộ Chính trị kết luận đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và khởi công trước năm 2030. Theo đó, các đoạn Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang được ưu tiên khởi công giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ triển khai lập đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua. Dự kiến trong năm 2023, phấn đấu trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025. Có hai phương án được đưa ra để cân nhắc. Phương án 1, xây dựng đường sắt Bắc Nam với đường đôi, khổ dây 1.435mm, chiều dài 1.545km, tốc độ khai thác 320km/h, kết hợp cải tạo đường sắt hiện hữu để chuyên chở hàng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho phương án này khoảng 58,71 tỷ đô. Phương án 2, xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam mới, đường đôi khổ dây 1.435mm, kết hợp khai thác cả tàu chở khách và chở hàng, tốc độ khai thác tàu khách tối đa 180km/h. Tổng mức đầu tư dự án theo phương án này khoảng hơn 64 tỷ đô. Xét trên phương diện kỹ thuật, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Chủng cũng ủng hộ phương án xây dựng tuyến đường sắt tiếp cận công nghệ hiện đại nhất để đạt tốc độ chạy tàu trên 300 km/h. Bởi công nghệ trên 300 km/h là công nghệ cao, yêu cầu kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Về mặt chiến lược, việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h cho tầm nhìn xa 50 đến 100 năm nữa là hoàn toàn hợp lý. Bối cảnh thực tế hiện nay cũng cho phép phương án này khả thi. Như vậy có thể thấy, chọn phương án nào không chỉ đơn thuần là về mặt kinh tế, mà căn cứ vào đó để thấy tầm nhìn và sự đột phá về mặt tư duy. Chúng ta thường nói, những nước đi sau phải chọn công nghệ mới đột phá, thì chính lúc này chọn phương án nào để thể hiện tầm nhìn, tư duy phát triển. Chọn nhà thầu nào cũng cần tự nâng cao năng lực. Để làm được điều đó, việc học tập các nước đi trước là vô cùng cần thiết. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đoàn công tác liên ngành đi nghiên cứu kinh nghiệm tại 4 nước có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển, gồm Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đức. Kinh nghiệm từ chuyến đi sẽ cập nhật, bổ sung, hoàn thiện đề án báo cáo chính phủ, xem xét trình Bộ Chính trị. Trong các quốc gia trên, Trung Quốc có mạng lưới đường sắt tốc độ cao lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha có mạng đường sắt lớn nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới. Đây là hai nước nhận chuyển giao công nghệ, trong khi Nhật Bản và Đức là hai nước làm chủ công nghệ về đường sắt tốc độ cao. Chọn ai và đi với ai để thực hiện dự án cũng là câu hỏi lớn cần có lời giải. Vừa qua, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ngày 19 tháng 10, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc bày tỏ mong muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ông Bạch Ngọc Chiến cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn mong muốn được tham gia các chương trình dự án phát triển hạ tầng lớn ở Việt Nam như phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam, đầu tư thi công các dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Đồng Đăng Trà Lĩnh và các dự án phát triển điện gió.
Tuy nhiên, chọn bất kỳ nhà thầu nào thì trước hết cần nhìn lại năng lực của chính chúng ta từ kinh nghiệm của những dự án hạ tầng đội vốn kéo dài, lãng phí nguồn lực. Chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng luôn là nguyên nhân của không ít trường hợp bị phạt hợp đồng. Nếu chúng ta không chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng thì chắc chắn nhà thầu không thể vin vào những cớ đó để tăng vốn. Ngược lại, khi họ không thực hiện đúng hợp đồng, chúng ta có quyền phạt lại họ. Một cách có thể làm cho dự án thực hiện nhanh, cạnh tranh chính là chọn nhiều nhà thầu giỏi. Tuyến đường sắt dài nên phân thành nhiều dự án để chọn nhiều nhà thầu, tất nhiên trên nền tảng một công nghệ duy nhất cho cả tuyến đường. Có như vậy, chúng ta vừa tận dụng được công nghệ tiên tiến, vừa tranh thủ được thời gian. Suy cho cùng, tiến độ nhanh, thời gian làm ngắn, đó cũng chính là hiệu quả kinh tế. Như vậy, hiệu quả hay không, nhanh hay chậm là phụ thuộc vào chính chúng ta, những người có trách nhiệm. Hy vọng sẽ có những bước đột phá trong chủ trương để thực hiện dự án tạo động lực cho phát triển đất nước. Tới đây, bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.